nước vàng dẻo. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là mình đang ở giữa sầu riêng Phương Trang nha các bạn. Đó là video chia sẻ cho các bạn xem về sầu riêng Phương Trang trong vàng hạt lép Ba Lan. Các bạn thấy hôm nay chưa? Hoành tráng luôn. Hôm nay toàn siêu phẩm nha các bạn. Giá cũng là mềm luôn nha. Hàng VIP nhất là 100k nha các bạn. Anh lên cho về con cái người này biết không? Áo quá. Cái nó bị sao? Cái nó sao? Mềm hả? Cái người chín tới. Cái nó sao? Được, đúng luôn đi. Chín rồi chứ không? Có không? Chín rồi kìa. Mua anh cái 6 đúng không? 2,6 rồi thôi. 2,6. Thử anh. Bạn thấy thao tác của rất là nhanh các bạn. 235. Địa chỉ vườn sầu riêng Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Các bạn xem. Quá dữ luôn. Chị ơi. Này 2,8 này. Này nãy đó chị. Trời ơi. 30 chị ngon từ muối mà. Chợ để lại cho em á. Sầu riêng bán nó cũng lời mà từ lúc nó cũng lỗ lắm, cay đắng lắm. Ba cân. Vậy thôi. Bỏ. Chị đợi xíu nha cho anh vui xong rồi. Đây là 2 ký mấy. Rồi bỏ rồi. Không kịp tu luôn các bạn. Tiếp tục. Cái gì mà có cùi á? Cùi mới tới có muối. Không phải, ý là cái trái nó có
Tại là sao là gì? Có gì? Có gì? Ba ký. Cái vừa hay cái lớn? Cái vừa. Cái ba cái gì đó? Cái này biết vàng dẻo. Hai ký tư. Nằm ngay chỗ liên hết á. Ở chỗ liên hết á. Ngon với nhau chị ơi. Một vườn. Phải là gì? Vậy lần sau để em lựa cho. Nha. Cô chị vừa sầu riêng của Trang là 170 Trường Chinh phường 13 quận Tân Bình nha các bạn. Còn muốn đặc biệt quá thì ăn lại chấm trao đổi luôn. Còn 80 lên là cũng được rồi. Làm biết rồi. Tám sâu từ sâu lầm lên tầm lại sâu sáu 225 anh 220 này này bỏ đi là đâu cầm lúc được thôi em được làm mà từ từ xong rồi xong tiền xong cái tiền không bán cho còn đâu bán cho mày không biết luôn dẻo cơ quá trời muối. Muối riêng đừng đổ vào muối riêng tròn, muối riêng dài dài, muối nó dài nhiều muối. Tròn muối nó ngắn. 1 2 3 4 4 hột. Riêng tròn nó 2 hột. Mày ngon đậm đà luôn. Về ướp lạnh sân mai mới ăn. Rồi. Mới ngon mới ăn không ngon. Trái đi. Ừ, trái của mình ăn à. Hai người thì mua ăn trái. 270 chứ ơi. Bạn thấy gì ơi? 2.6 nữa. Bao VIP. Đây hàng rẻ mà. Còn có 100 bạc. Trước này nó 3. Ba đâu rồi lấy đâu. Nhiêu à? 206. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi. Nó hơn xíu thôi, nó còn xuất sắc luôn. Sự người yêu đến rất rẻ luôn. Hàng này anh khỏi thử luôn. Khỏi thử. Cái hàng này anh đã bán ra, anh đã tuyển ra, anh bán giá này là khỏi thử rồi. Ăn cũng không thèm. Đúng không? Tiền đồng rồi đó. 2,5 kg rồi. Châm có loại châm 80, có loại 80. Tiền nào cũng lại. Cua đang thơm liền, cua thơm bay liền. Rồi 250. Ngon lắm, ngon lắm. Chưa tới một phút nữa này à, đã thu xong một trái luôn. Cái này ngon nè, đất nè. Đi chưa? Rồi. Để ăn liền đúng không? Có hộp luôn quý vị. Có hộp luôn chưa? Dạ. Có hộp luôn hay đầy trái? Có hộp luôn. Mắc xíu ra con. Rồi, 2,7 kg. 2,7 kg. Đúng không? 2,7 kg đúng không? Đây, bán cái gì không? Đó là gì không? Xứng đáng đồng tiền đó, đúng không? Rất rẻ luôn, mấy chục giây là một trái cua xanh các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.